nên đặt nhiệt độ tủ lạnh là bao nhiêu thì hợp lý. Nhiệt độ trong tủ lạnh có vai trò rất quan trọng trong việc bảo quản thực phẩm được lâu và không bị mất chất dinh dưỡng mỗi khi chế biến. Cùng tham khảo video này để bạn biết cách điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh cho việc bảo quản được hiệu quả nhất nhé. Các nút điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh. Nút điều chỉnh nhiệt độ. Nút này có dạng núm xoay tròn, thường nằm ở ngăn mát nhưng có tác dụng điều chỉnh nhiệt độ ở cả hai ngăn của tủ. Khi vặn về phía min, tủ sẽ hoạt động với công suất thấp và độ lạnh sẽ giảm xuống trên cả hai ngăn. Ngược lại, nếu vặn về phía mắc tủ sẽ làm lạnh nhiều hơn. Nút điều chỉnh lượng gió. Nút này có dạng thanh trượt, thường nằm ở ngăn đá và có tác dụng điều chỉnh lượng gió trong mỗi ngăn. Khi kéo thanh trượt về phía min, lượng gió sẽ thổi xuống ngăn mát nhiều hơn và thổi ít vào ngăn đá. Ngược lại, kéo thanh trượt về phía mắc thì lượng gió sẽ thổi nhiều vào ngăn đá, làm lượng gió ở ngăn mát bị giảm đi. Nên điều chỉnh tủ lạnh ở số mấy thích hợp? Bạn nên điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh ở số mấy phụ thuộc vào lượng thức ăn mà bạn dự trữ. Nếu tủ lạnh đang chứa nhiều thực phẩm, bạn nên vặn nút điều chỉnh nhiệt độ lên mức cao khoảng số 6 hoặc 7. Bên cạnh đó, nếu ngăn đông có nhiều thực phẩm hơn thì kéo nút điều chỉnh lượng gió về phía bên phải, mắc. Ngược lại, nếu ngăn mát nhiều hơn thì bạn kéo về phía trái, min. Nếu hai ngăn không chênh lệch quá nhiều, bạn cứ để nút chỉnh lượng gió ở mức trung bình. Điều chỉnh nhiệt độ cho ngăn đông. Ngăn đông của tủ lạnh có chức năng làm đá, đông lạnh và bảo quản các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô. Chính vì vậy, bạn nên điều chỉnh nhiệt độ của ngăn khoảng âm 18 độ C. Ở mức nhiệt độ này, vi khuẩn sẽ không thể phát triển được. Bạn có thể bảo quản được thực phẩm trong thời gian dài. Điều chỉnh nhiệt độ cho ngăn mát. Có nhiều người cho rằng ngăn mát của tủ lạnh sẽ giúp bảo quản thực phẩm tốt khi ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, không, 4 độ C mới là mức nhiệt độ phù hợp cho ngăn mát. Bạn có thể để nước giải khát, bánh kẹo, mỹ phẩm và cả thức ăn dùng không hết nhưng muốn dùng sang bữa ăn sau. Tuy nhiên, bạn nên dùng hộp đựng thực phẩm có nắp đậy để tránh bốc mùi. Điều chỉnh nhiệt độ cho ngăn rau củ. Rau củ quả thường được đặt trong hộp bảo quản rau củ, giúp chúng giữ được độ tươi và không bị héo do nhiệt độ làm lạnh cao. Hộp đựng rau củ nằm trong ngăn mát tủ lạnh, vì thế các bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 0,4 độ C. Để bảo quản rau củ quả hiệu quả hơn, các bạn nên rửa sạch trước khi cho vào tủ lạnh, lặt bỏ những lá hư trên rau để tránh ảnh hưởng đến chất lượng của những loại thực phẩm khác. Những lưu ý khi điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh. Vào mùa lạnh, các bạn có thể vặn nút điều chỉnh độ lạnh xuống mức 3 và tăng lên mức 4 khi thời tiết hanh nóng. Ngoài ra, tùy thuộc vào số lượng thực phẩm có trong tủ lạnh mà các bạn tăng giảm cho phù hợp. Để tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh, ngoài việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, các bạn cần lưu ý những điểm sau. Nên đặt tủ lạnh ở vị trí thoáng mát, tránh đặt gần các thiết bị tỏa nhiệt như bếp ga hoặc lò vi sóng. Nên vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, kiểm tra cách cửa xem có bị hở và thoát hơi lạnh hay không. Không nên mở cửa tủ lạnh quá lâu tránh thất thoát hơi lạnh. Không nên rút điện tủ lạnh liên tục khi không sử dụng. Trên đây là một vài gợi ý của Phan Thanh Vĩnh về câu hỏi nên đặt nhiệt độ tủ lạnh bao nhiêu thì hợp lý. Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng, bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới video nhé.